vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Nani? Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ làm về đó là Violet theo yêu cầu của khá là nhiều anh em ấy. Thì ở clip này mình sẽ mang đó là Violet đi rừng nha. Đối với Violet thì anh em có thể mang đi lén và có thể mang đi rừng. Nhưng mà trận đấu này thì mình vác đi rừng phạt thì tem bên mình chửi anh em ạ. Tem bên mình nói là bảo là khinh thương mình ấy. Nói chửi thì không phải chỉ dạng khinh thương ấy. Đó là Vio đi rừng ấy thì bắn được ai ấy, nói chung ở trận đấu này thì sợ ở tem địch là làm thịt mình anh em ạ. Hơn nữa ở trận đấu này thì nói chung tem địch thì cũng khá là khó chịu ấy, bên địch thì có đó là Ngô Khống nữa ấy, nên là tem lo lắng thì cũng đúng một phần nào thôi. Nhưng mà thực thể thì anh em thấy thì bên mình đó là có xa thủ eo xú, mình mà đi rừng nữa thì cũng tốt anh em. Hơn nữa thì tại sao mà trận đấu này mình pick đó là Violet, một vị tướng tay dài đi rừng, đó là bên kia đó là có Alistar anh em ạ. Thực tế Alistar ở tâm đó là cáo thủ khoảng 2-3 chục sáu đổ lại ấy, thì người ta đó là auto cầm luôn. Còn càng lên cao thì người ta thả là tớ cũng rất chỉ là nhiều anh em ạ. Chủ yếu đó là cầm dịp ấy, nhưng mà trận đấu này đi thả dịp ra, chủ yếu cầm dịp này. Những vị tướng mạnh khác ví dụ như giá tá ấy, giá tá thì chắc chắn là cầm rồi. Còn Viera thời điểm hiện tại thì cũng không phải là quấn bài mạnh này anh em ạ. Ở bản cập nhật trước đó thì Viera cũng bị giảm sức mạnh rồi. Thì mình định ăn con quay nhỏ, nhưng mà mình nhận thấy là tém bàn có ý định đó là ép tém mình, thì pha này mình sẽ lên hỗ trợ nhá. Chiến công đâu dành cho mình rồi, mình vẫn đang được xả ra thương anh em ạ. Lữ bố thì lên hỗ trợ cũng cực kỳ là kịp thời luôn, double kill và chắc chắn thì pha này sẽ có thêm một điểm hạ gục nữa này. Lùm ngay quá là ok luôn. Thì tại sao pha đỏ thì mình không cần ở là ăn thêm con quay nhỏ nữa. Thực tế đối với phái ô ấy, lên được level 4 thì càng tốt, còn không lên được level 4 thì cũng không phải là quá quan trọng như các vị tướng khác nhá. Đấy là pha đó mình bỏ con quay nhỏ để lên hỗ trợ tím thì sẽ tuyệt vời hơn. Thì bây giờ anh em có ý thấy thì mục tiêu trù thì chắc chắn là chưa lấy được. Thì bây giờ mình sẽ chuyển hướng sang đó là ăn rồng nhá. Pha này chơi luôn đây, chơi luôn. Ôi tem mình đâu rồi? À thì ra là Eo Su đứng phía sau anh em ạ. Thôi pha này thì chắc cần lùi lại một xíu thôi. Hiện tại thì anh em thấy thì miền Trung trời rất là nắng anh em ạ. 40 hơn 40 độ luôn đấy. Nên là nhiều khi đó tay bị mồ hôi luôn anh em. Mình mà không bối phẩn phạt là tay bị mồ hôi, nhiều khi nó cứ đơ đớ dính dính anh em ạ. Láng thì cũng ping thì cũng rất chỉ là ổn định, nhưng mà gió đó là nhiều khi mồ hôi nó dính ấy, kiểu là nó tiếp xúc với màn hình cảm ứng không tốt đấy. Nên là nhiều phá đấy gọi là hơi hở hánh xíu thì anh em thông cảm, hoặc là hơi đỡ một xíu thì anh em thông cảm nhé. Thực sự là đứng ngoài trời thì nắng nắng là kinh khủng luôn anh em ạ. Ok thì không biết là chỗ anh em như thế nào, liệu có mát mẻ hay không, nhưng mà mình nghĩ là cánh mình thì người miền Trung xem thì cũng khá là nhiều. Thì mình cũng chúc anh em đó là luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công nhá, có những trận đấu thật là hấp dẫn. Đối với vai ố thì nói chung về chiêu thức thì chắc có lẽ mình không cần giới thiệu nhiều này anh em ạ. Chiêu thứ nhất thì lồn bắn thôi, có thể đó là có hai phát bắn và cũng có thể là bắn xuyên thấu. Còn chiêu thứ hai thì anh em thả đạn ra thì gây sát thương làm chậm đối phương thôi. Còn chiêu cuối thì anh em đó là có thể kết thúc đối phương ở vị trí đó là xa hơn một xíu. Nói chung chiêu thực thì cũng khá là dễ thôi, chủ yếu anh em lồn bắn và giữ vị trí cho tốt là được. Nói chung cầm vai ố thì mình cũng không sợ Alistar cho lắm anh em ạ. Bởi vì chất tướng Alistar thì ôi pha này Ngô Khỉ, này thì Ngô Khỉ tự nhiên được mang quá là thơm luôn đấy. Ngô Khỉ mình chỉ sợ giai đoạn 6 ấy, giai đoạn 6 Ngô Khỉ đúng là một gầy một mang là có thật đấy. Còn tầm này thì Ngô Khỉ cũng chưa có đô lạc lắm nên nó cũng chưa sợ lắm anh em ạ. Thì pha này rồi là mượn tạm con bùa của rừng tém địch một xíu ấy. Bên mình thì có xa thủ Eo Su thì gần như đó là trận đấu nào cũng gặp cả anh em ạ. 10 trận thì gặp đến là 9 trận đó là cầm Eo Su rồi. Ok pha này, ôi Mina định làm gì đấy, ảo tưởng sức mạnh bạn ơi. Mình tay dài bạn ơi, chứ không phải tay ngắn đâu bạn ơi. Ảo tưởng sức mạnh này. Và Eo Su tém mình phải gọi là cơ hội. Nhưng mà Eo Su mà chơi hay thì cũng gặp vấn đề rồi anh em nhá. Xa thủ tém đi không được chơi game luôn ấy. Nhưng mà gặp Eo Su mà 3 phát mà trật 2 phát thì thôi xong luôn ấy. Thôi rồi lừa mới. Trong combat mà gọi là ngầm thì thôi xong luôn ấy. Chơi Eo Su cho dù hay đến mấy thế cũng rất chỉ là hay dễ bị chửi anh em ạ. Đó là điều đương nhiên rồi. Bởi vì nhiều khi đó là tánh cơ tánh mãi rồi ngầm bắn trật phát là lại bị chửi thôi. Đó là điều bình thường.
Còn với các xa thủ khác là chuyện bình thường anh em ạ. Bởi vì trong combat éo xù thì có khi là ngắm mất vài giây rồi. Mà ngắm vài giây mà trật một phát rồi thì phá đầu combat thua luôn ấy. Ok, thì nói chung trận đấu này thì mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng Violet nhé. Đối với Violet thì chưa bao giờ là một xa thủ yếu cả. Pha này thì mình núp bùi này để bắt tem địch. Pha này bắt được. Này thì là vì tem địch chạy đâu bạn ơi. Chơi luôn này, lên bảng điểm số này. Pha này thì có Alistair cẩn thận nó khóa nha. Pha này lùi lại một xíu này. Ôi bất cái tốc hành khóa mình. Nhưng không sao cả, lử bổ tem mình thực thứ ba hất tung được Alistair rồi. Và xin chia buồn đó là với Alistair anh em ạ. Lử bổ chơi hay ấy, chơi tốt quá. Đi gánh đảo gánh cũng tốt đấy. Nói chung lên cao thì người ta chơi cũng tốt cả rồi anh em ạ. Mình thì nói chung chỉ góp một phần nhỏ để cho tem win thôi. Còn lại thì nói chung chơi đều là tốt cả anh em ạ. Trừ trường hợp lập phịt quá hoặc trừ trường hợp phá game thôi. Còn lại thì hầu như đó là ai cũng chơi tốt cái. Kỹ năng người ta cũng gọi là ổn cái anh em ạ. Ổn trở lên cái. Nên là nói chung đánh cao thì trận đấu mà quyến tâm đó là dưới 10 phút thì khá là khó anh em ạ. Cũng cố gắng thôi chứ mà dưới 10 phút thì khá là khó. Nhưng mình cũng thích những trận đấu thuộc dạng kéo dài hơn một xíu anh em ạ. Tầm khoảng 13-14 phút là vừa ấy. Nhiều khi kết thúc sớm quá thì nó cũng không hay ho cho lắm ấy. Thì ok, thì hiện tại bây giờ thì anh em thấy thì dịp tem mình đang lấy sai được của tem địch nhá. Hơn nữa thì eo su tem mình cũng đặt mấy cái mắt khá là tốt đấy. Đặt mấy mắt giữa cái bùi đó thì có tầm nhìn cực kỳ là tốt. Hiện tại thì tem địch làm gì đấy? Ôi chơi ạ, chơi không? Bên mình có dịp mà sờ cái gì lên bảng điểm số đây. Ngô không bốc hơi anh em ạ. Một phát rất chỉ là hay đến từ vị trí của eo su luôn. Và mình thì có điểm hạ gục của anh Trang đó, Ngô Khỉ. Với Ngô Khỉ thì thời điểm 6 thì nó là một cuốn bài bắt mình cực kỳ là tốt hoặc là bắt eo xú cực tốt nhá. Nhưng mà quan trọng nhất đó là có bắt được hay không thôi, đó là một vấn đề. Bên mình mà dàng dịp chơi tốt một phát thì rất chỉ là dễ anh em ạ. Dịp dầu sáo thì vẫn là một cuốn bài cực kỳ là mạnh và bảo kê tốt. Với bài ấu thì mình sẽ phân tích điểm mạnh và điểm yếu một xíu. Điểm mạnh của bài ấu thì nói chung về lường đáng của game thì không phải bàn cãi nữa rồi. Bắn trong giao tranh thì cũng cực kỳ là thích. Hơn nữa thì vai ố đó là gọi là đám dồn thì cực kỳ là đả luôn anh em ạ. Gọi là một bắn trắng máu là chuyện bình thường. Còn điểm yếu của vai ố thì tất nhiên rồi, đó là thứ nhất là máu giấy, thứ hai đó là nếu mà vai ố đi rừng thì việc bảo kế của SP đối với vai ố thì cũng không nhiều, nên là anh em phải cẩn thận điều đó. Ok, thì hiện tại thì đang thấy sai của tem địch đó là ăn bua. Nhưng mà thôi, chắc có lẽ pha này mình sẽ lùi lại bắt mina tem địch nhá. Đầu game có ý định cướp bua xanh đúng không? Có ý định cướp bua xanh phải không? Kéo thì khá là chuẩn nhưng mà xin chia buồn. Ôi không được rồi, không đủ đám đấy anh em ạ. ôi đúng rồi, tay hơi mồ hôi anh em ạ, hơi láng một xíu rồi. Thực tế đó là không phải đó là láng ấy, nhưng mà do đó là tay mồ hôi nên là nó dính nước ấy, nên là cảm ứng nó không được quá là nhạy. Nói chung chơi ở trong phòng thì nói chung mát mẻ thì nó sẽ ổn hơn nữa, thì cũng bối rằng như phần rốm ấy để đó là không bị mồ hôi này anh em ạ. Còn thực tế miền Trung bây giờ mà chơi giữa buổi trưa ấy thì thực sự anh em xem chứ không làm gì ấy vẫn đổ mồ hôi chứ đừng có nói làm việc nữa anh em ạ. Ngoài trời thời điểm này thì nói chung tầm gọi là 40-50 độ thì nói cho tầm 40-41-42 độ ấy. Hiệu ứng đó là bê tông hóa nữa thì thôi xong luôn, gọi là hưng hực anh em ạ. Gọi là ai mà giá một ngoài một xíu ấy gọi là áo gọi là vắt ra nước luôn ấy. Nghe nói là mai một gì nữa mai còn nặng hơn nữa anh em ạ. Ok, hiện tại bây giờ thế trận thì cũng khá là ổn rồi anh em ạ. Mình thì vẫn đang đó là khá là xanh thôi. Vai ô xanh thì nếu mà giữ được vị trí thì gọi là bắn cả thế giới là chuyện bình thường ấy. Nói chung anh em cũng đừng bao giờ đỡ được khinh thường vai ô đi rừng nha. Vai ô đi rừng mà anh em biết chơi xả đám thì cực kỳ là tốt. Thực tế ở trận đấu này tem bên mình mà pick dạng như đó là theo nát này hoặc là gió này mà cầm vai ô đi rừng nữa là khó ấy. Còn cầm eo xú là được, bởi vì eo xú nó không cần bảo kết quá tốt anh em ạ. Nó chỉ cần đó là giữ vị trí thì bắn tốt là được thôi, bởi vì eo xú thì tầm rất chứa xa và này có thể chơi được này. Lăn luôn anh, ôi dịp, mình tưởng là dịp lăn vào trù luôn thì hơi liêu. Nhưng mà thôi thì pha này cũng chơi được anh em ạ. Hiện tại thì lử bổ tém mình đang quẩy này. Chạy đâu bạn ơi. Này thì ôi tốc biến đi rồi. Tiếc khá là đáng tiếc. Lử bổ tém mình sung quá. Vào quẩy đó giữa hai trụ của tém địch, mặc dù cái trụ đường giữa thì vẫn chưa lấy được. Pha này sẽ tận dụng để lấy cái trụ đường giữa nhé. Nói chung trận đấu này thì về lịch thì tém địch cũng rất khỏe và trâu ấy.
Nên là cũng phải cẩn thận anh em, pha này bắt Ngô Khống này, Ngô Khống nó trong bụi anh em ấy. Viera đang đuổi theo rồi, pha này thì tạm biệt Ngô Khống rồi, hay quá Viera ơi. Zone combo đẹp quá. Bên mình thì có chất tưởng Viera thì bắt lẻ thì tốt nhất, trong combat tổng thì mình không đánh giá cao Viera. Temendic cũng vậy, Alistair thì trong combat tổng mình không đánh giá quá cao này, giờ anh em thấy thì Alistair Temendic chưa thể hiện được một xíu nào cả ấy. Alistair nó có khả năng bắt lẻ thôi, trong combat tổng thì không đánh giá cao rồi. Pha này lên bảng điểm số này, đấy này, ví dụ như pha này Alistair này. Làm gì bạn ơi, làm gì bạn ơi, đó, lên bảng điểm số này, không cho Alistair chơi game luôn ấy. Bởi vì khi mà nó khóa mình ấy, mà không có ai gây đám gái thì cũng bằng không anh em ạ. Hơn nữa thì tém mình hỗ trợ ở phía sau rồi, mình thì tay dài nữa anh em. Cũng có thể là nó phải tiến ra mới có thể khóa được. Mình không cần đó là bắn trụ để có thể là giết nó, mà ở ngoài trụ vẫn có thể hạ được nó. Thì đó là lý do vì sao mình pick một rat ở trận đấu này mà không pick những vị tướng xạ thủ khác, ví dụ như Na hay Mu hay Diu, hay là các vị tướng xạ thủ khác ấy. Bởi vì xạ thủ khác thì phải áp sát, mà áp sát thì nó rất chỉ là dễ khóa anh em ạ. Mấy chúng chọn tướng khắc chế phạt thì dễ hơn. Có cái trận đấu này đi, ôi thôi xong rồi, Ngô Khống phá đỏ nó núp lâu vậy anh em, ôi cũng hơi chủ quan này anh em ạ. Thực tế phá đỏ thì mình không nghĩ là nó đó là núp đó ấy. Bởi vì hiện tại thì anh em thấy thì tém bên mình đang đẩy thể lính rất chỉ là cao luôn, phá đỏ nó vẫn núp đó ấy. Cánh hoài, cánh hoài gì Ngô Khống. Mà đây màn chấm dứt rồi. Tầm này thì Ngô Khống nó một con bó dồn mình là lên bảng điểm số liền ấy. Thấy sái và thấy ngon ấy. Pha đỏ thì mình nghĩ là nó lui về rồi ấy. IC là nó vẫn đang núp trong bùi anh em ạ. Núp kính vậy. Ok, bây giờ thì chắc là cẩn thận hơn một xíu nữa nha anh em. Tránh trường hợp đó là Ngô Khống nó bắt nữa anh em ạ. Bắt một lần thôi, lần thứ hai sẽ rút kinh nghiệm anh em. Về phù hiệu dành cho vị tướng vai ô thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má chủ nổ đám nhé. Với má chủ thì giúp nổ đám thì sẽ những cú bắn sẽ thấm và thốn hơn ấy. Khi mà nổ đám thì có thể kết thúc mục tiêu dễ dàng. Bây giờ thì ăn con rồng tạo lợi thế đó cho bản thân và tém nữa. Ok, thì bây giờ thì chắc có lẽ đẩy thể lính lên cao và cố gắng kết thúc trận đấu thôi. Dây dứa nữa thì xíu nữa là mệt đấy. Ôi Mina tém bà nào tường bạn ơi. Mina tuy là trâu bò nhá, nhưng mà trâu khi áp được sát và hồi phục được ấy. Còn thực tế thì Mina mà khi mà ở xa ấy, không hồi phục được thì mình cũng không đánh giá phải là quá cao. Đây này thì Elando, ôi pha này dính ngay rồi, chiêu cuối rồi, nhưng mà rất may anh em ạ. Pha này sự hỗ trợ kịp thời đến từ phía trái, dịp tem mình thì cũng khá là tốt anh em. Tem mình thì đang tập trung đầy trù ấy, lăn lóc cốc đến từ vị trí của dịp. Pha này thì mình giữ vị trí một xíu nhá, tránh trường hợp đó là bị Ngô Khống nó bắt. Anh em thấy chưa, đấy đấy, Ngô Khống nó cứ lừa bắt này. Ôi hơi đỡ ok thôi thì chắc có lẽ bây giờ thì sẽ đẩy luôn, rồi là lấy đường lính siêu cấp này này, chơi luôn. Ổi đàn thân quáng máy chứ không dính này. Pha này chơi luôn này, một bắn là lũ luôn này. Ok, bây giờ lấy được cái nánh nữa thì một bắn là lũ luôn, nó có thật anh em ạ. Về ngọc dành cho vai ô thì anh em lên cho mình ngọc phún chỉ mang rồi nhá. Ngọc đỏ thì tỷ lệ chỉ mang 10 viên, ngọc tím 3 viên hút máu, 7 viên tốc đánh tốc chạy, còn ngọc xanh công vật lý là xuyên giáp. Còn về trang bị dành cho vai ô thì sẽ lên như sau. Đó là món đồ đi rừng, đó là kiếm truy hồn, tiếp đến thì dây kiên cương, tiếp đến thì thành kiếm, rồi thứ xuyên phá phức hợp kiếm, rồi nánh. Nói chung những món đồ theo thiên hướng đó là lên đám và chỉ mang này anh em ạ. Với build đồ này thì cực kỳ là khỏe nhé, mình lên full đám luôn anh em ạ. Nên là bắn phạt nào thì gọi là thẩm phạt đó luôn ấy. 11-10 rồi, ôi cái đứa ấy phải gọi là cực đẹp luôn anh em ạ. 11-10 luôn. Trận đấu này thì nói chung bây giờ thì chắc có lẽ là lên tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Anh ta thân xế giá nữa thì càng tốt này. Bởi vì hiện tại thì anh em có thể thấy tém địch khả năng bắt lẻ cực tốt nhá. Vừa khó chịu, vừa trâu bo, vừa có sát thủ tốt đấy. Sát thủ tém địch thì về lệt đó là lá phí cùng mạnh. Đối với Elando thì mình không đẩy giá quá cáo. Với vai ô thì có thể khắc chế Elando cực kỳ là dễ. Bởi vì chiếu của Elando thì không cần nó định hướng quá nhiều anh em ạ. Bởi vì chiếu của Violet thì không cần định hướng quá nhiều, chỉ có đó là chiêu 2 và chiêu 3 thôi, còn chiêu 1 thì anh em lồn bắn tốt. Ok, thì bây giờ thì hiện tại thì Ngô Khống đầy lệ, nhưng mà chắc có lẽ cũng không ăn thua cho lắm rồi. Pha này chơi luôn đây, quất luôn bạn ơi, đánh luôn. Giật bóng này thì giật bóng này. Ok, pha này thì chắc có lẽ tổng tấn công luôn nha anh em, đẩy thể lính lên cao. Mình thì đang cầm con rồng tiến phong anh em ạ. Pha này thả đấy để lấy đường lính hiệu cấp luôn nhá. Bởi vì hiện tại thì tem bàn đang thiếu người mà, nên là pha này tập trung có thể đầy trục trù này. Mina đúng không, chơi luôn này. Này thì Mina này, Mina này giữ vị trí tránh nó thôi miến nhá.
Mina với chúng tôi này, Mina với chúng tôi này, dưới 50% máu thì chịu thêm 30% đam này. Này thì ôi, bản phát nào cũng là thẩm phạt đó này. Alistair này giờ chưa thể hiện được gì anh em ạ. Một phát nữa này, lên bảng điểm số này. Tripper cứu này. Không cho Alistair chơi game luôn này. Ok, và chắc chắn thì trận đấu này sẽ kết thúc ở đây rồi anh em ạ. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhá. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần. Bye bye, chúc em luôn vui vẻ và leo rank thật thành công.